tin mừng theo Thánh Gioan. Khi thấy môn đệ Đức Giêsu thương mến, ông Phêrô hỏi: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Thi hành phận sự. Sách Đường Hy Vọng số 25 viết: "Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, các ngài chỉ chu toàn bổn phận." Thiên Chúa đã hoạch định ơn gọi cho ông Phêrô ngang qua lời của Đức Giêsu: "Phần anh, hãy theo thầy." Qua lời nói này, người muốn ông thực thi trọn vẹn trách nhiệm được trao phó, những việc còn lại là của Thiên Chúa. Lời nhắc của Đức Giêsu khiến Thánh Phêrô bừng tỉnh, cố gắng thi hành và chu toàn ý Chúa nơi mình thay vì so bì với người khác. Thánh Carolo Langa là bổn mạng của giới trẻ da màu Phi Châu. Bằng cái chết, thánh nhân và các bạn đã nêu gương can trường khi thi hành bổn phận của người Kitô hữu, minh chứng cho Đức Kitô giữa đời. Lạy Chúa, xin dạy con đừng tìm những việc vĩ đại, nhưng là chu toàn bổn phận hằng ngày bằng một trái tim vĩ đại. Amen.